À, xin chào tất cả mọi người. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách sửa một chiếc máy giặt giặt không sạch và vắt không ráo nước. Thì nguyên nhân là rất đơn giản thôi, là do máy giặt là quay yếu. Quay yếu dẫn đến hiện tượng là giặt không được sạch quần áo và vắt được không khô ráo được nước. Thì hiện tượng này thì rất thường xuyên xảy ra đối với những các máy giặt giặt lâu sử dụng lâu ngày. Tất cả các hãng đều bị, nếu sử dụng lâu ngày thì bị. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì một trong những nguyên nhân mà sử dụng phổ biến nhất là máy giặt mà giặt yếu, quay giặt không sạch quần áo và giặt vắt không ráo nước là dẫn đến là hiện tượng là trùng dây gu da, dây gu da lâu ngày của máy giặt là nó bị ráo đi, dẫn đến hiện tượng trùng hoặc là rách dây gu da. Thì nếu mà trùng thì mình tăng dây gu da là ok, còn rách thì mình thay. Đó. Muốn tháo được cái muốn chỉnh được cái dây gu da, mình muốn tăng được dây gu da lên thì mình nghiêng cái máy giặt, úp cái máy giặt xuống và tháo cái thanh chống chuột này ra. Tháo thành chống chuột ra. Đó. Mọi người dùng cái một là mỏ lét, hai là dùng cái khấu 13 này, cái T này là 13 này. Đấy. Mọi người nhớ nghiêng cái máy giặt làm sao. Đây. Nghiêng cái máy giặt làm sao mà để cho cái motor máy giặt này hướng xuống dưới này. Đấy. Từ máy giặt hướng xuống dưới thì khi mình vặn cái hàn ốc này, hàn ốc hai bình này. Đấy. Thì cái motor này, cái motor máy giặt nó tự động trượt xuống nha. Thì để chỉnh được cái dây cu doa cho dễ thì đây đơn giản, cái motor này nó đã chạm cái thành rồi. Thì mọi người nếu muốn chỉnh được dây gu da thì ta phải kiếm cái gì kê cao cái motor lên thì chỉnh nó mới được, thì nó mới chỉnh được. Không thì mình mở hai cái ốc này ra thì cái motor nó sẽ, khi nó chạm thành thì nó sẽ không chạy xuống được. Đây thì mọi người là kê như thế này thì cái motor này nó không bị chạm xuống cái thành này, thì nó có khoảng cách này, thì khi mình mở hai con ốc này ra, nới lỏng hai con ốc này ra thì cái motor nó từ từ nó trượt xuống, thì trượt xuống thì khoảng cách giữa cái pulley này ra, khoảng cách pulley với cái motor này xa ra thì dẫn đến ra sẽ được căng ra từ từ. Đây. Mọi người chú ý nha, thì đối với căng dây cua doa thì mình không được căng quá nha. Thì khi mà mình sờ cái dây cua thì nó như thế này, nó vẫn còn cái độ trùng, mà trùng không đáng kể thì mình tiến hành là siết cái con ốc này, siết hai con ốc lại và siết chặt lại, siết chặt từ từ và cuối cùng là siết chặt này. Thì nhà sản xuất nó để cho hai cái lỗ đây, nó có độ dơ để mình chỉnh cái dây cu doa sao cho hợp lý nhất để máy giặt đạt được hiệu quả cao nhất. Thì tại sao lại dây cu doa trùng mà lại máy giặt giặt không được sạch? Đấy. Thì trùng thì dẫn đến là máy nó quay kém đi. Đấy. Quay nó kém đi thì giặt nó sẽ không được sạch, nó không quay được mạnh và vắt nó sẽ không được ráo nước. Đấy. Nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nguyên nhân giặt không sạch và vắt không ráo nước thì nó cũng chỉ có nguyên nhân 90% là dây cu doa nhá. Dây cu doa trùng thì dẫn đến là máy hoạt động yếu, thì đó, yếu thì nó sẽ không giặt được kém. Thì mọi người biết được cách như thế này thì có thể tự xử lý được cái máy giặt cho nhà mình. Đấy. Mà không phải gọi thợ.
vì gọi thợ đến thì thợ nó cũng chỉ có chỉnh như thế này thôi. À, mắc công người ta ra, người ta đến thì có lấy công cao thì mọi người đắt, đâu có thay cái gì đâu mà lấy công cao, mà đến chỉnh thì lấy ít thì lại không bỏ công người ta đến. Cho nên là không qua video này thì mọi người có thể tự chỉnh được cho máy giặt nhà mình, vì nó không hỏng hách hóc cái gì cả. À, nó chỉ trùng dây cu doa thôi. À, nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Thì một ít nguyên nhân nữa thì là do tụ yếu thì dẫn đến motor quay cũng yếu, nhưng mà cái đó thì cũng ít lắm. Thì nếu mình chỉnh nếu mà mình tháo máy giặt này dây cu doa mà trùng thì chắc chắn là 100% là do dây cu doa, còn không liên quan đến tụ cũng một phần nhỏ thôi. Và nếu tụ yếu thì mình thay tụ thôi, đơn giản thôi. Thế nó thay tụ thì nên gọi thợ, vì thay tụ nó cần đến chỉ số, thay đúng chỉ số. Nếu mà mọi người thay thấp chỉ số thì máy nó lại vẫn quay yếu, thay cao chỉ số thì motor nó sẽ bị cháy, đơn giản đấy thôi. Thì máy giặt giặt không sạch và mắc không ráo thì nguyên nhân nó cũng chỉ đơn giản đấy thôi, là do hỏng dây cu doa. Cách chỉnh cũng rất đơn giản, mọi người là dùng chiếc T13 này thì chỉnh máy giặt cho nó căng dây cu doa thì motor quay nó sẽ được mạnh, thì bánh não sẽ sạch và ráo hơn. Thì nếu thấy video của mình hay và có ích thì hãy cho nó bật like. Nếu có ý kiến thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới, mình sẽ giải đáp. Hoặc muốn mình ra video gì liên quan đến điện nước thì hãy comment xuống dưới, mình sẽ hôm sau sẽ cố gắng sắp xếp ra video của mọi người. Nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để bấm vào cái ô chuông có biểu tượng tất cả để không bỏ sót được những video của mình. Trên màn hình này là những các video hay ho khác về điện nước, thì mọi người có thể bấm vào đó xem để biết được cách xử lý các đồ điện nước liên quan đến gia đình nhà mình. Hôm sau mình sẽ ra video là cách lắp máy giặt cũng như bình nóng lạnh dành cho những nhà mà không có bồn nước trên cao, hoặc là dùng bế xây hoặc là bế rất thấp. Thì mọi người nhớ chú ý theo dõi nha, cái video này rất hay. Cái này thì chưa có ai làm đâu, và mình cũng mới làm cho một số khách thôi, là dành cho những nhà mà không có bồn nước hoặc bồn nước thấp vẫn có thể sử dụng được máy giặt và bình nóng lạnh nha. Mọi người chú ý theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.